Những năm gần đây, cùng với nuôi gà thương phẩm, một số hộ nông dân của xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã chuyển sang sản xuất gà giống để cung cấp ra thị trường. Áp dụng đúng quy trình chăn nuôi tiên tiến, các cơ sở sản xuất con giống đã cung ứng nguồn con giống chất lượng tại chỗ cho nông dân. Với 5 lò ấp trứng tự động, bình quân mỗi tháng gia đình anh Trần Vũ Toàn ở thôn Cố Hải, xã Sơn Hải xuất bán khoảng 7 vạn con gà giống. Toàn bộ là giống gà được tuyển chọn và lai tạo giữa gà Đông Tảo với gà Lương Phượng. Lào Cai mình có một cái loài gà bản địa rất là đặc sắc, đặc sản. Đấy là gà đen, thì hiện nay gia đình chúng tôi cũng đang còn nhân giống. Về sản lượng thì hiện nay chúng tôi đã có 6.000 gà trẻ bố mẹ. Và hiện nay với tỷ lệ đẻ, với số lượng gà mái đang đẻ thì một tháng ra thị trường nó khoảng 7-8 vạn gà giống. Và thị trường hiện nay chủ yếu là Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Sản xuất gà giống từ năm 2019, gia đình anh Toàn xác định muốn thành công cần xây dựng được uy tín và thương hiệu. Do vậy, mọi công đoạn sản xuất đều được đầu tư bài bản. Từ việc học hỏi kỹ thuật lai tạo, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi khép kín, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với khí hậu thời tiết nơi nhập con giống và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Xuất gà thì gia đình đã làm một cái mũi vaccine quan trọng mà gần như cả công ty đều phải làm, đó chính là Marek. Thì hiện nay gia đình đang dùng cái loại thuốc rất là tốt, gọi là tốt nhất thị trường luôn, để đưa vào con gà đấy. Nên trên thị trường thì đưa ra mấy năm nay, nhưng người dân cũng chưa phản ánh là gia đình gà có vấn đề này, vấn đề nó. Xã Sơn Hải hiện có 64 hộ chăn nuôi gia cầm ở quy mô trang trại và gia trại. Bình quân mỗi tháng địa phương đang xuất bán ra thị trường khoảng 254.000 con gà thương phẩm. Lâu nay, hầu hết các hộ chăn nuôi đều phải nhập gà giống từ dưới xuôi. Do vậy, việc sản xuất gà giống tại chỗ được xã khuyến khích nhằm giảm giá thành, đảm bảo khâu an toàn dịch bệnh. Thường xuyên tuyên truyền rồi vận động bà con nhân dân mở rộng quy mô cũng như là cái diện tích để thực hiện cái mô hình sản xuất, trong đó để nâng cao thu nhập cho người dân. Và cái quan trọng nhất đối với hội nông dân đưa đến với bà con là phải chất lượng con giống và sản phẩm đầu ra phải có chất lượng. Thì chất lượng đã có cái sản phẩm tốt rồi thì đưa ra thị trường thì phải chất lượng tốt, thì cái nhu cầu lúc đó thì đưa ra thị trường thì rất là hiệu quả. Chính quyền địa phương kỳ vọng việc những hộ nông dân chuyển hướng sang sản xuất con giống tại chỗ như gia đình anh Trần Vũ Toàn sẽ giúp nghề chăn nuôi gia cầm của xã phát triển bền vững, đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định hơn cho bà con nông dân.